Tin giáo phận Mỹ Tho Tổng giáo phận Sài Gòn khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam tại trung tâm hành hương Ba Dòng. Sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua, giáo phận Mỹ Tho đã long trọng tổ chức thánh lễ khai mạc năm thánh tại giáo xứ Ba Dòng, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang, nơi có thánh tích của cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và 27 vị tử đạo tại đây. Và đây cũng là nơi được chọn làm trung tâm hành hương của giáo tỉnh Sài Gòn trong năm thánh này. Trước khi thánh lễ diễn ra, đã có buổi diễn nguyện tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam với phần kiệu di ảnh các thánh tử đạo Việt Nam từ nhà thờ sang lễ đài của trung tâm hành hương. Thánh lễ khai mạc năm thánh diễn ra vào lúc 10 giờ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ sự. Đồng tế với Đức cha Phêrô có đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, 130 linh mục trong giáo phận Mỹ Tho, Cần Thơ, Vĩnh Long và Sài Gòn. Trong bài giảng thánh lễ, đức cha Phêrô diễn giải cho cộng đoàn hiểu về việc giảng dạy của Chúa Giêsu đi đôi với lời rao giảng và các thánh tử đạo đã theo gương đó dám sống và chết cho tin mừng. Đức cha còn dẫn chứng những hình ảnh cụ thể để liên hệ cuộc tử đạo của các thánh và cuộc đời của Chúa Giêsu. Khi 27 vị tử đạo tại Ba Dòng biết tin quan tìm bắt, thì chạy trốn, và khi không thể chạy trốn được, thì đã đối diện, và nói, Chúng tôi thà chết chẳng thà bước qua thập giá, vì đây là dấu cứu độ chúng tôi. Chúa Giêsu làm chứng cho tin mừng, dù bị giết nhưng không oán hờn, các thánh tử đạo cũng vậy dù bị hành hình cũng không oán hận. Sau lời nguyện hiệp lễ, đức cha Ferro bày tỏ niềm vui và cảm ơn đức cha Stefano, phái đoàn giáo phận Cần Thơ cũng như mọi thành phần dân Chúa đã đến tham dự thánh lễ một cách đông đảo dù có nhiều giáo sứ ở rất xa. Trước khi ban phép lành trọng thể, cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh đã công bố sắc chỉ ơn toàn xá trong năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo do Đức Thánh Cha ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2018.